Xin chào mọi người nha, chúng tôi đang quay livestream trực tiếp ở trong phòng phẫu thuật ạ. Mọi người nhìn đây thì sẽ thấy thạc sĩ bác sĩ Hồng Vân của thẩm mỹ Dr. D, và với tư thế làm của bác sĩ thì mọi người có biết là bác sĩ đang làm dịch vụ gì không ạ? Vâng, đấy là dịch vụ thẩm mỹ tầng sinh môn. Khách hàng này của chúng tôi thì gặp duy nhất một cái vấn đề thôi, đấy là cái phì đại cái phần môi bé. Và để khắc phục được cái tình trạng phì đại môi bé này thì chúng ta chỉ có một giải pháp duy nhất thôi, một cách duy nhất, đấy là chúng ta phải cắt bỏ cái phần phì đại đi và thu gọn nó lại, khâu nó lại, thu gọn nó lại thì nó mới được nhỏ nhắn và mới được đẹp. Đấy, sẽ có những khách hàng hỏi chúng tôi là liệu những bạn gái trẻ chưa lập gia đình và chưa sinh con có phì đại môi bé không, hay chỉ có những người phụ nữ đã sinh con nhiều lần thì mới bị phì đại môi bé, bị sẫm màu môi bé và phải khắc phục thôi. Thì câu trả lời nhá của thẩm mỹ Dr. D dành cho các bạn, đấy là không chỉ những người phụ nữ đã sinh nở mới gặp tình trạng đấy, mà rất nhiều bạn gái trẻ tìm đến chúng tôi, có những bạn gái 18, 19 tuổi vẫn gặp phải tình trạng phì đại môi bé. Cái này nó do là bẩm sinh, do cái cơ địa của các bạn thôi. Và các bạn cũng sẽ phải sử dụng đến phương pháp là mình phẫu thuật thì mình mới khắc phục được cái nhược điểm đấy. Phẫu thuật thì nó có đau không? Thì xin phép được trả lời mọi người như thế này, là phẫu thuật đã được gây tê rồi nên là hoàn toàn là không hề đau một chút nào. Như khách hàng này của chúng tôi đang nằm đây thì chị vẫn tỉnh táo, vẫn biết là mình đang làm và hoàn toàn không đau, không khó chịu gì hết. Đấy, thời gian để phẫu thuật cắt bỏ môi bé chỉ rơi vào khoảng 20 cho đến 30 phút là đã xong rồi. Và về nhà chúng ta chăm sóc khá là đơn giản, dễ dàng. Chúng ta sẽ rửa sạch vùng kín. Lưu ý nhá, mọi người lưu ý luôn luôn phải giữ gìn cô bé của chúng ta sạch sẽ, khô ráo, không được để ẩm ướt nhá. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng dung dịch rửa vệ sinh của phụ nữ bán ở ngoài rất là nhiều, hoặc là dùng những cái gọi là nước muối sinh lý để chúng ta làm sạch vùng kín của chúng ta một ngày từ 2 đến 3 lần và luôn giữ cho vùng kín của chúng ta được khô ráo. Và quan trọng nhất ở đây là mọi người sẽ kiêng quan hệ tình dục trong vòng 4 tuần đầu tiên. Ít nhất là trong vòng 4 tuần đầu tiên mọi người nhá. Để làm gì? Để cho cô bé của chúng ta nó được lành, được đẹp, và cái phần của bác sĩ khâu ấy nó được hồi phục. Còn khi mà mình tân trang lại phần dưới, phần cô bé, không chỉ là môi bé đâu, kể cả là ống âm đạo hay là phần môi lớn, thì chúng ta vẫn có thể đi lại vận động bình thường, nhẹ nhàng, sinh hoạt bình thường, đi lại, làm việc, không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, vừa rồi thì thẩm mỹ Dr. D đã livestream cũng có chia sẻ với mọi người một chút về thẩm mỹ cô bé, về cắt bỏ phần môi bé bị phì đại. Nếu chị em nào mà đang gặp phải tình trạng phì đại môi bé, thẫm màu và có nhu cầu cắt bỏ thì mọi người có thể comment inbox hoặc để lại số điện thoại, thì thẩm mỹ Dr. D sẽ liên hệ tư vấn cho mọi người và sẽ đặt lịch thăm khám trực tiếp thạc sĩ bác sĩ Hồng Vân của thẩm mỹ Dr. D. Nếu như mà mình thực sự có nhu cầu và bác sĩ khám thấy cần thiết thì chúng ta sẽ thực hiện dịch vụ. Còn nếu khi mà bác sĩ của chúng tôi thăm khám mà cảm thấy là không cần thiết để thực hiện dịch vụ cắt bỏ phần môi bé thì chúng ta sẽ tạm dừng, hoặc là về sức khỏe của mọi người không đủ điều kiện khi khám ban đầu thì chúng ta sẽ không thực hiện dịch vụ tiểu phẫu này mọi người nhá. Và bây giờ thì sẽ quay cho mọi người xem một chút, đây chính là cái phần môi bé mà đã được cắt bỏ ra đây mọi người ạ. Phần môi bé được cắt bỏ ra của khách hàng. Đây mọi người nhìn, khá là to, rộng, gần hết một miếng gạc của chúng tôi luôn. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của Dr. D nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình livestream tiếp theo ạ.